Xin kính chào quý vị, đây là iPhone 14 và iPhone 13. Lại một lần nữa, nếu các bạn không mua màu mới thì các bạn sẽ không thể biết được đây là iPhone mới hay iPhone cũ. Mình sẽ so sánh nhanh hai con này cho anh em xem là sự khác biệt ở đâu và các bạn nên chọn phiên bản nào nhé. Cái đầu tiên là về camera thì được thiết kế đặt giống hệt nhau, bởi vậy các bạn sẽ không phân biệt được hai con này. Và ở đây duy nhất là chúng ta sẽ dựa vào màu như mình đã nói rồi. Chúng ta sẽ có màu tím mới này và chúng ta sẽ có màu xanh mới. Màu xanh đó sẽ nhạt hơn so với màu xanh của con iPhone 13 này. Cái camera được cải thiện bên trong về cả phần cứng và những phần mềm, các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Về video, bây giờ nếu mà mình để ở chế độ Cinematic thì ở cái con cũ này các bạn sẽ không có tùy chọn gì, đúng không ạ? Đây, các bạn chỉ có thể chỉnh được cái độ mờ của khẩu thôi. Còn cái này các bạn sẽ có chỉnh được video 4K này. Các bạn chỉnh được cái khung hình chúng ta là 24 hoặc là chúng ta chỉnh được ở 30 ở cái độ phân giải 4K này thì nó sẽ rất là tuyệt vời, đúng không? Ở video thì bây giờ chúng ta sẽ có một chế độ nữa, đó là chế độ Action Mode. Với chế độ này giúp cho mọi người có thể quay video chống rung mỗi khi chúng ta hoạt động ngoài trời, chạy nhảy thì nó sẽ tốt hơn. Đây, và mình sẽ so sánh này. Với Action Mode nó sẽ crop khung hình lại. Thì ở cái trên con iPhone 13 và con iPhone 14 này sẽ dễ dàng cho mọi người có thể phân biệt được hơn, đúng không? Đó. Và nếu mà mình chuyển sang 0.5 thì 0.5 ở trên cả cái Action Mode cũng sẽ là bị crop lại để mà cho khả năng quay video tốt hơn. Và đặc biệt nữa là ở trên Action Mode nếu anh em dùng thì nó sẽ bị noise và bệt video hơn. Ở trong điều kiện trong nhà này mình đã nhìn thấy nó khá là bệt rồi. Đây các bạn nhìn thấy này. Còn qua bên này nó sẽ nét và rõ hơn, rõ ràng rồi. Đây là một cái sử dụng mà công nghệ phần mềm các thứ kết hợp. Các bạn thấy là đáng lẽ ra nó có thể quay được video ở 4K nhưng nó crop còn có 2.8. Đấy, ở độ phân giải 2.8K thì nó sẽ phải kém hơn rồi. Anh em quan tâm iPhone 14 chính hãng thì hãy đăng ký nhận tin và chơi game để lấy cút giảm giá khi lên đời tại 7S nhá. Và 7S là chuỗi cửa hàng đại lý ủy quyền Apple với gần 100 cửa hàng khắp cả nước nên lúc nào sẽ có đủ màu sắc cũng như là phiên bản anh em lựa chọn nhá. Được một cái là hai cái con này thì chúng ta đều sẽ có cái cấu hình và trải nghiệm của nó thì nhanh và tuyệt vời rồi. Anh em có thể yên tâm về cái hiệu suất, không phải lo lắng nhiều. Ồ, tự nhiên sẽ thấy là cái con iPhone 14 này sao màn hình vàng đấy nhỉ? Xem nào. Đúng rồi, đang bật True Tone. Và nếu mà chúng ta tắt True Tone đi thì hai con đều khá là tuyệt vời, đúng không? Cái con ở bên tay phải này là iPhone 13. Và các bạn thấy là nhiều người thắc mắc cái này thì cái này là Ultra Wideband, cái này liên quan đến 5G. Nhưng cái quan trọng đó là cái con iPhone 13 của mình sẽ có khai cắm SIM. Cái này là riêng thị trường Mỹ là sẽ không có khai cắm SIM iPhone 14. Anh em đừng lo, ở Việt Nam tao đều mua vẫn sẽ có khai cắm SIM vật lý. Cái này chỉ cắt ở bên thị trường Mỹ thôi. Và cái màn hình của nó thì tai thỏ và viền màn hình vẫn như y chang như thế. Anh em nhìn kỹ hơn này. Đây. Các cạnh viền mọi thứ là giữ nguyên, không thay đổi gì cả. Và cái khu vực tai thỏ tương tự như vậy. Nó sẽ có cải thiện nhiều yếu tố, ví dụ như là về màn hình này, về camera nhạy hơn, chụp thiếu sáng tốt hơn, pin khỏe hơn vân vân, những cái lặt vặt đấy thôi. Còn lại mình cho rằng là các bạn iPhone 13 không nhất thiết phải nâng cấp lên iPhone 14. Bởi vì các bạn nâng thì mình nghĩ nên hẳn dòng Pro năm nay thay đổi nhiều với cái việc là loại bỏ tai thỏ. Anh em nghĩ sao? Hãy comment xuống dưới. Hẹn lại bạn các video lần sau.